Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tham nhũng hủy hoại chế độ và sự quay lại của mô hình chuyên chế. Ngày 6 tháng 6, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận của tác giả Huỳnh Trần với tựa đề Tham nhũng hủy hoại chế độ toàn trị, cảnh báo đỏ về mô hình chuyên chế trở lại. Theo tác giả, mô hình chuyên chế đã quay trở lại, trong đó Đảng, nhà nước được củng cố theo hướng nhất thể hóa với tính chất cách mạng, thiên về sử dụng sức mạnh bạo lực được thúc đẩy sự thay đổi này được coi như một phản ứng tự vệ trước sự tồn vong của chế độ đảng Cộng sản, lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối trong bối cảnh quốc tế biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả nhận xét, sự chuyển đổi này có thể quan sát thấy qua nhiều sự kiện liên tục và đặc biệt các biến cố chính trị gần đây. Trong đó, thứ nhất, khủng hoảng nhân sự ở thượng tầng tứ trụ liên quan đến chống tham nhũng. Thứ hai, khó khăn kinh tế, hiệu ứng phức tạp của thị trường niềm tin vào chế độ giảm sút ẩn chứa bất ổn xã hội. Thứ ba, các yếu tố trong và ngoài nước khác đang thách thức năng lực lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống người dân để đảm bảo tính chính danh của chế độ. Tác giả cho rằng đây là tình thế có thể đẩy đất nước vào giai đoạn thay đổi khó lượng, bởi vậy cần thiết phải nâng cấp cảnh báo. Tác giả đề cập đến chỉ thị mật 24 ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Bên cạnh đó là chỉ thị số 9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng minh ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh về nguy cơ an ninh chế độ khi hội nhập mở cửa làm ăn với phương Tây. Tác giả nhận định, trong khi những tranh luận vẫn diễn ra căng thẳng, đối nghịch nhau, về các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền nói chung và từ nội dung của chỉ thị 24 nói riêng thì sự chuyển đổi từ toàn trị sang chuyên chế đã diễn ra như con sóng ngầm, không thấy trên bề mặt nhưng mạnh mẽ dưới tầng sâu. Và đây là hình những lãnh đạo cao nhất của Đảng. Tác giả cho hay, giới lãnh đạo Đảng trong những năm đầu thực hiện chủ trương đổi mới đã nhận ra những rào cản thể chế và đã dần gỡ bỏ, trong đó có sự song trùng giữa hai cơ quan của Đảng và nhà nước, nhưng cùng một chức năng chẳng hạn, ban nông nghiệp của đảng và bộ nông nghiệp của nhà nước. Tuy nhiên, những đòi hỏi cải cách thể chế mạnh hơn nữa để đáp ứng nhu cầu từ thực tế, tăng cường hội nhập và mở rộng kinh tế thị trường để tăng trưởng đã thách thức năng lực lãnh đạo quản lý của đảng. Tác giả đánh giá thay vì cải cách thể chế chính trị tương thích với thể chế kinh tế, đảng vẫn theo đuổi quyền lực tuyệt đối để tạo ra những chủ trương, chính sách và các cơ quan tổ chức chuyên chế để đối phó với tham nhũng đã lan rộng và nghiêm trọng. Ngoài ra, các quy tắc đảng cũng là những đặc sản của chế độ toàn trị, như một hệ quả của sự tập trung quyền lực để cai trị, sự tăng cường của các bộ sức mạnh như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và sự đại diện của các lãnh đạo trong cơ cấu của cơ quan quyền lực cao nhất của đảng, Bộ Chính trị. Hơn nữa, theo tác giả, những khác biệt về thời điểm và sự chuyển giao ngôi vị tổng bí thư khiến giới quan sát không khỏi lo lắng về những gì sẽ đến với đất nước và người dân Việt Nam. Một điều không thể trong lúc này là bản chất chế độ không thay đổi với hai trụ cột chủ yếu, bộ máy đặc quyền và ý thức hệ cộng sản. Trong bối cảnh tham nhũng quỷ hoại chế độ toàn trị và thách thức sự kiên nhẫn của người dân, mô hình chuyên chế đã quay lại Việt Nam và câu hỏi đặt ra là liệu giới lãnh đạo có tránh được vết xe đổ mà các đồng minh ý thức hệ đang sa vào hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tham nhũng quỷ hoại chế độ và sự quay lại của mô hình chuyên chế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư thích minh tuệ được yêu quý bởi xã hội Việt Nam, khao khát chân thiện mỹ. Ngày 5 tháng 6, Facebook cá nhân của bác sĩ Võ Xuân Sơn có bài Vai trò của Ngài Thích Minh Tuệ trong xã hội chúng ta. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Có bạn nói, từ khi sư Thích Minh Tuệ xuất hiện, thì dân mạng cũng buông bỏ hơn, ít chửi các ông thích Việt Á, thích giải cứu, thích thủ thêm, thích vạn phát. Lại cũng có người nói, ai cũng đi tu, thì lấy đâu ra người trồng lúa, dịch vải. Mặc dù những lời nói này bị cư dân mạng phản đối, nhưng suy cho cùng, thì những điều mà người ta nói đó vẫn có phần nào đúng đúng hay không thì cần nhìn nhận về mặt xã hội trong một xã hội nguyên thủy tự cung tự cấp mỗi người hay mỗi quần thể nhỏ như bộ lạc chẳng hạn phải tự kiếm sống thì việc đáp ứng nhu cầu bản năng chủ yếu là miếng ăn trở nên quan trọng nhất thời đó ai không tạo ra miếng ăn người đó là vô dụng và đây là hình tế tật trên trang cá nhân của bác sĩ võ xuân sơn nhưng xã hội con người tiến quá lên, miếng ăn, tắm che thân chỉ còn được coi là nhu cầu tối thiểu. Nhu cầu vật chất của con người đã vượt rất nhiều lần miếng ăn với tính bản năng. Nhưng khi vật chất đầy đủ cho nhu cầu bản năng, con người ta lại có những nhu cầu khác, trong đó có nhu cầu thể hiện mình. Người ta thích được công nhận, thích được khen, thích tỏ ra vượt trội. Từ cái nhu cầu được thể hiện mình đó mà nhu cầu về vật chất thay đổi, cũng là miếng ăn bỏ vô miệng, nhưng nó phải được chế biến cầu kỳ với bao nhiêu gia vị, thậm chí được dắt vàng rồi có người đúc cho ăn. Cũng là nơi trú mưa nắng, nhưng nó phải nguyên nga, lộng lẫy. Cũng là cái để giữ hơi ấm, nhưng nó phải kiểu này, màu kia, nhãn hiệu này, nhãn hiệu khác. Do những nhu cầu vượt lên trên nhu cầu bản năng kia càng ngày càng lớn, có người ta được sinh ra càng ngày càng nhiều, nên tổng thể của cải, vật chất không thể đáp ứng được cho mọi người khi đó xã hội sẽ phân chia số của cải vật chất không đồng đều cho mọi người. Đã gọi là nhu cầu, thì dù cho đó không phải là nhu cầu thiết yếu, thì ai cũng muốn nhu cầu của mình được đáp ứng. Cái đó gọi là lòng tham. Từ đó sinh ra sự chiếm đoạt. Và đây là hình sư thích minh tuệ. Người ta nói, kẻ mạnh sẽ chiếm đoạt được nhiều hơn. Sự chiếm đoạt của kẻ mạnh làm giảm đi nguồn vật chất cho những kẻ kém mạnh hơn. Thậm chí, một số người yếu thế nhất còn không có vật chất để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để tồn tại. Từ đó sinh ra chém giết, chiến tranh. Để điều hòa được giữa nhu cầu và sự thụ hưởng giữa nhóm người này và nhóm người khác, giữa các cá thể này với các cá thể khác, người ta đưa ra những luật lệ. Trong bất cứ xã hội nào, khi đặt ra luật lệ thì những kẻ mạnh sẽ có nhiều quyền để luật lệ có lợi cho mình hơn. Chính lòng tham đã can dự vào và tạo nên việc làm cho luật lệ không công bằng đạo đức chính là thứ có thể khống chế lòng tham làm cho xã hội trở nên cân bằng hơn đạo đức xã hội chính là thước đo sự tiến hóa của một xã hội tôn giáo là phương tiện để duy trì đạo đức xã hội tất cả các tôn giáo phổ biến đều hướng đến chân thiện mỹ nền tảng cơ sở để phát triển đạo đức xã hội tùy theo từng nơi mà tôn giáo có giữ được chức năng mang lại chân thiện mỹ cho xã hội hay bị lũng đoạn để trở thành công cụ phục vụ cho lòng tham của một nhóm kẻ mạnh trong xã hội. Và đây là hình sư Minh Tuệ, càng đi thì đoàn đi theo càng đông, khiến nhà cầm quyền e ngại. Mặc dù bây giờ so với mấy chục năm trước, chúng ta có nhiều của cải vật chất hơn, mức sống bây giờ cao hơn họ trước rất nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nhà cao cửa rộng, nhiều xe sang hơn so với Sài Gòn, Hòn Ngọc, Biển Đông xưa kia rất nhiều. Nhưng có người ta vẫn không vui, vẫn hoài niệm. Đó chính là do chúng ta đang thiếu một nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh. Vì thiếu nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh đó nên mới có những vụ án như vụ giải cứu, vụ Việt Á mới có hàng đống quan chức an tàn phá hại, phá nát đất nước. Chính vì không có gì khống chế lòng tham nên mới có một Trương Mỹ Lan dù có vô số tài sản, hàng núi tiền nhưng vẫn tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bá tánh. Người Việt Nam chúng ta đang khát khao chân, thiện, mỹ khao khát một nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh. Chính vì vậy mà khi biết đến Ngài Thích Minh Tuệ, người đã thể hiện được chân thiện mỹ của tôn giáo, người dân bất kể thuộc tôn giáo nào cũng nhanh chóng chấp nhận và yêu mến ông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư Thích Minh Tuệ được yêu quý bởi xã hội Việt Nam khao khát chân thiện mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.